với kênh Nhân Laptop và Hành Trọn Đời. Thì gần đây ứng dụng Zoom thì hay gặp phải cái lỗi là bị lỗi ID. Đó, thì bây giờ khi mà chúng ta sau khi chúng ta đăng nhập vào Zoom bằng tài khoản, thì bây giờ mọi người hãy nhấp vào cái biểu tượng hình đại diện của mình. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ check for update, kiểm tra cái phiên bản của mình. Đó. Khi máy của mình mà ở phiên bản cũ thì sẽ update lên. Còn nếu mà máy của ai mà đã ở phiên bản cao nhất rồi thì nó sẽ không hiện cái tải phần này và nó sẽ hiện close rồi chúng ta sẽ đóng lại. Và sau khi chúng ta update này thì mọi người vào phòng họp thử lại một lần nữa. Chúng ta bấm update đấy. Thì bây giờ Zoom nó sẽ đang update cho chúng ta. Rồi chúng ta mở Zoom lên. Thì ở đây chúng ta sẽ thử vào phòng họp. Nếu vào được bình thường á, thì chúng ta sử dụng. Còn nếu mà tiếp tục bị lỗi ID thì mọi người hãy nhấp lại vào avatar. Rồi chúng ta My Profile, chọn dòng My Profile này. Hiện ra trình duyệt web thì chúng ta sẽ đăng nhập vào Zoom trên web. Mình có tài khoản Google, mình đăng nhập Zoom bằng tài khoản Google nên mình sẽ đăng nhập. Rồi chọn. Đó, khi chúng ta đăng nhập trên trình duyệt web sẽ hiện ra cái bảng này. Đó, hồ sơ cài đặt ngôn ngữ. Nếu mà cái giao diện của chúng ta là tiếng Anh đó, thì chỗ này nè chúng ta sẽ chỉnh lại tiếng Việt. Đây mình ví dụ luôn đó, ở đây mọi người thấy sẽ là tiếng Anh, hiện ra là giao diện tiếng Anh. Bây giờ mình chuyển qua tiếng Việt, chuyển qua tiếng Việt là chỗ language nè, phần profile nè, language, edit và chọn tiếng Việt. Rồi save. Đó, xuống đây mọi người lăn chuột hoặc là kéo cái thanh này xuống một xíu, có một cái dòng đăng xuất tôi khỏi tất cả các thiết bị. Đó, mình nhấp vào đây để cho tài khoản Zoom đăng xuất ra hết tất cả các thiết bị. Ok. Ok. Rồi, mình bấm vào cái avatar của mình. Sign out, đăng xuất ra. Rồi, mình tắt luôn cái trình duyệt này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành gỡ ứng dụng Zoom khỏi máy tính. Sau đó mình sẽ cài cái bản mới nhất. Bây giờ chúng ta sẽ vào biểu tượng cửa sổ, nhập chữ Control, sẽ hiện ra cái dòng là Control Panel này. Hoặc chúng ta có thể nhập sẵn là Control Panel luôn. Rồi chúng ta mở ra đây, chúng ta tìm cái dòng là Uninstall. Rồi ở đây nó hiện ra một cái cửa sổ chứa nhiều ứng dụng của mình. Thì mình tìm, mình kéo, mình lăn chuột xuống. Mình kéo cái thanh bên đây nè, mình kéo xuống. Đó, mình thấy Zoom. Rồi mình nhấp đúp vào. Thì Zoom sẽ gỡ cài đặt ra khỏi máy tính của chúng ta. Rồi, bây giờ Zoom đã được gỡ ra. Chúng ta bắt đầu tải Zoom mới. Mọi người vào trình duyệt web, nhập chữ zoom.us, select download,
Rồi ở đây chúng ta đã thấy một cái nút để chúng ta tải xuống. Thì ở đây mọi người thấy là phiên bản ở đây là 32 bit, mọi người lưu ý. Thường thì máy tính laptop đời sau, đời mới của chúng ta sẽ là 64 bit. Đó, chúng ta muốn coi là máy của mình 32 bit hay 64 bit đó. Đó, thì chúng ta tạm cất cái cửa sổ này. Rồi, vào disk PC nè. Chuột phải. Property. Đây, hiện ra thông số. Nó sẽ có một dòng là 64 bit system nè. 64 bit. Đó. Thì chúng ta sẽ tải cái bản là 64 bit. Rồi chúng ta sẽ tải xuống zoom 64 bit đây. Bấm tải xuống dòng nhỏ đây. Sẽ bắt đầu tải xuống. Đây vừa tải xong, mình nhấp vào đây là zoom sẽ cài luôn. Đây, phần cài đặt cũng đã chạy. Rồi ok, bây giờ mình tắt luôn cửa sổ trình duyệt vừa nãy. Rồi chúng ta đăng nhập vào tài khoản Zoom. Rồi, mở Zoom Meeting. Bây giờ chúng ta đã đăng nhập được. Và bây giờ chúng ta đã hoàn thành cái việc tháo cái bản Zoom trên máy và mình cài lại một bản Zoom mới nhất từ trang web của Zoom. Đó, giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhập cái thông tin vòng hộp cho lại. Rồi, join. Nhập mật khẩu. Ở tới đây là không bị báo lỗi ID nữa. Đó, bây giờ mình đã tham gia được. Join with computer audio. Rồi, khỏi cuộc họp. Thì mình đã có tạo sẵn một cái phòng họp để mình thử nghiệm cho mọi người á. Đây là một cách để khắc phục cái lỗi ID trên ứng dụng Zoom. Tại vì có một số lý do là khi mà chúng ta đăng nhập một tài khoản trên nhiều thiết bị thì sẽ có thể xảy ra lỗi ID. Bên cạnh thì sau khi mọi người làm xong cách này nhưng mà vẫn không thể khắc phục được thì chúng ta phải vào bằng trình duyệt web. Thì bên mình có một cái video hướng dẫn cách vào Zoom bằng trình duyệt web thì mọi người có thể tham khảo vào cách đó. Về thời gian hiện tại thì ứng dụng Zoom khá là quá tải cho nên là hay xảy ra các lỗi vặt. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người thành công.